khảo sát nguy cơ và phòng ngừa tiên phát rồi tở nhé, các tở trên bệnh nhân, đó là CD cho bệnh nhân, những cái tiền biệt đại. Những yếu tố nguy cơ chính là thứ nhất là tiền sử do đầy, ngất không cắt nghĩa được, nhịp nhân thất không kéo dài nên sustain nên nhiều lần, bề dày vẫn nên thoát trên lên khoảng 30, có túi phình của thất trái. Chúng ta làm cái MRI, chúng ta có LED gadolinium enhancement rộng và phân tử trong máu dưới 50%, đây là yếu tố nguy cơ chính này, yếu tố nguy cơ chính. Thì nếu có rồi những cái khả năng trung gian nó đưa nguy cơ, rồi chúng ta thường thường có cái này, chúng ta cân nhắc phòng ngừa tiền phát của ACD. Thì đây là những cái chúng ta nghĩ đến, thường thường các anh chị cứ dùng cái bảng nguy cơ đột tử 30%, các anh chị cân nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu bệnh nhân có thuốc bình thất trạng, cơ thể tôi khuyên bệnh nhân phải đặt ngay. Thuốc bình trạng đã tính ra gần 50% rồi. Rồi đây là chiến lược điều trị và tiên lượng bệnh nhân bệnh cơ thể phải đạt. Cái này là cuộc sống bình thường, chúng ta nhớ là bệnh nhân có thể đến suy tim, bệnh nhân có thể đến nôn nhĩ và đột quỵ, bệnh nhân có thể đến đột tử, nguy cơ đột tử, hoặc là không điều chứng cân nặng, không điều trị. Chúng ta khảo sát di chuyển. Rồi sau đó chúng ta coi nếu điều trị kháng trị, nha 340 có tăng nghe chúng ta cắt bớt, rồi sau đó dùng những thuốc khác nhau vân vân hoặc ACD cho người bệnh. Rồi cái này là quy trình về lâm sàng. Chúng ta thấy được bệnh nhân có lâm sàng về cái tiền phải đạt, chúng ta khảo sát di chuyển người bệnh, chúng ta coi biểu hiện về kiểu A, cái này kiểu gen, chúng ta coi triệu chứng cơ nào, chúng ta coi những biến chứng xảy ra. Rồi nếu biến chứng, nếu bệnh nhân có rung nhĩ, có suy tim, cái này là tôi lấy theo cái bài của Marong trong tạp chí này các anh chị. Nếu nguy cơ đột tử thì đấy đó cũng gom lại những cái điều trị khác nhau, các anh chị đọc thêm thôi. Rồi như vậy thì bệnh cơ tim hiện đại, nếu mà chúng ta điều trị tốt á, theo dõi 20 năm thì nếu chúng ta điều trị đúng tốt như vậy thì cuộc sống gần như người bình thường. Các anh chị thấy học bài này thì có lạc quan nhất đấy. Vậy thì ghê, nhưng mà hơi tốn tiền. Hình như con gái nhớ kiếm chồng giàu lấy thì nhớ có đặt cơ tim, đặt ICD có tiền, ICD bây giờ là 14.000 đô la đấy nhá. Con trai thì sao? Con trai thì phải thành tiền đấy chứ đâu có cách nào đâu. Hả? Biết con trai cách nào? Tại nhà thầy có người cứ hay coi bà muốn hẹn hò đó. Mấy em biết chương trình đó không? Tôi tự nhiên tôi cũng phải nghe. Mấy em thành ra tôi nghĩ mấy em một con gái con gỡ mình cho tin phải lại kiếm ông chồng khá khá một chút. Mà nhớ cái đặt ICD là được. Rồi đây là nguy cơ đột tử, nó gắn cho mình cho tin phải lại. Cái này tử vong chung nước Mỹ là đây nhá. Thì đây là những cái tử vong chung của người bệnh cơ tim phải lại này. Rồi nếu mà chúng ta điều trị tốt đó, điều trị tốt có ICD này, có phẫu thuật, có ghép tim nha, có ghép tim rồi nhá, thì chúng ta thấy cuộc sống gần như là bình thường. Cái bài này ông này không biết lạc quan, ông này ông chủ về bệnh cơ tim phải lại Maron này, không biết lạc quan lắm. Đến 60 tuổi mà 06 đến 08 thì chúng ta thấy là dù có bệnh nào, nếu chúng ta đủ phương tiện điều trị như thế này, chúng ta không có bi quan được người bệnh. Rồi đây là cái bài này nó hay nữa này. Cái đường vàng là tử vong mỗi năm này, đường xanh là tử vong trong vòng 5 năm. Các anh chị thấy người ung thư phổi đó, tử vong trong vòng 5 năm nó khủng khiếp không? Trong cái bệnh S này, tử vong mỗi năm, tử vong 5 năm. Trong cái bệnh phi tim phi đại, nhìn cái hình này các anh chị thấy, dù có bệnh phi tim phi đại đừng có buồn. Nhưng trong cái kỳ xưa tôi gặp cái ông 20 năm trước ông bên Pháp cũng nghe cái tình trạng bỏ hết công việc, ông xin về Việt Nam bảo và như trời chết, nhưng bây giờ cũng có đó. Các anh chị nói mình cái tình trạng cái gì đưa cái hình cho coi này. Bảo ông còn sướng hơn những người thì coi có ung thư vú của nữ, ung thư vú đây, ung thư vú đây. Trong cái bệnh cái tình trạng rất là lạc quan không? Rồi để kết luận, đây là bệnh tần suất cao, tần suất nó từ 1/200 đến 1/500 và 1.500 đột biến gen đã xác nhận. Luôn luôn chúng ta khảo sát di chuyển cho bệnh nhân và thay thế nhất và chẩn đoán chúng ta dựa lâm sàng CT. Cái này sai, cái này chắc kiểu là sửa rồi. Siêu đường gắn sức đồ vitamin, có hai chỗ đồ vitamin đấy nhé. Cái này hồi đó tôi còn
cách đây mới có 2 năm tôi làm trung tâm đi, bây giờ nó chứng minh không đúng đó, tôi phải chuyển vào giữa xem tình bác sức, đưa khảo sát lên trẻ, điều trị thuốc máy trung vi, và làm ra sau là pacemaker và đặt ICD đấy nhỉ, đặt ICD, thêm với ICD, điều trị đúng sớm còn như bình thường. Rồi, các chị có hỏi về bài này không? Ngày mai tôi sẽ giảng cho các em bài bánh hở hay lá học chưa? Học rồi hả? Ai học rồi giơ tay? Thầy dạy đây rồi mà. Vậy thì ngày mai có bác sĩ Kiều sẽ trình bày cái bệnh án của hở van hay lá. Thôi ngày mai thầy dạy bài các em bệnh của van tim phải, right heart, van tim phải, mình van tim bên phải. Cái bài thầy nói trong hội nghị siêu tim của Mỹ đó. Với lại thầy dạy thêm bài thứ hai ngắn ngắn cho mấy anh chị. Rồi các anh chị có gì hỏi không? Thế như vậy học bài này xong về nhớ đi làm siêu tim, coi có bệnh kinh tim hiện đại không? Nếu có thì cũng không nên nói bi quan, phải uống dô lốp. Sáng hai bệnh nhân của tôi tâm đức đều chống dô lốp hết. Nó trầm cảm quá trời đó. Thành ra các anh chị nhớ đây là bệnh bây giờ chúng ta chế được. Rồi thôi, các anh chị chắc là có thể kiểu sẽ giảm bệnh án thì anh chị.